À, trong cái phóng sự vừa rồi thì chúng ta lưu ý một điều là khi mà các cái nhà vườn chúng ta làm á, mặc dù chúng ta bảo là sau khi mà chúng ta thấy là sau khi thu hoạch cái cây nó đang mất sức, chúng ta xử lý ra hoa liền thì nó giúp cây nó ra hoa, tuy nhiên cái tỷ lệ hoa rất là thấp, khoảng 30%. Nhưng mà cái quan trọng nhất của cái anh này, anh xử lý là anh ghi phụ thêm một câu nữa là anh bón phân hữu cơ. Thì cái này mới là quan trọng chứ không phải là cái chỗ mà xử lý mà do cây suy kiệt nó ra hoa đâu. Tại vì khi cây suy kiệt rồi thì xử lý rất là khó ra hoa, và có thể ra hoa sang năm cây nó sẽ chết. Nhưng bởi vì trước khi đó là anh bón phân hữu cơ rồi, mà anh bón, tôi nghĩ là anh bón chắc cái liều là tương đối cao và đủ sức để cho cây nó ăn dài dài, nó ăn từ từ và nó phục hồi lại. Sau khi mà nó phục hồi lại thì bắt đầu nó mới ra hoa. Chứ không phải là như chúng ta nghĩ là không có bón phân mà nó vừa xử lý xong thu hoạch xong xong thì xử lý ra hoa liền. Cái thứ hai nữa là trong cái điều kiện mà đất đai chúng ta bón phân hóa học nhiều năm thì bà con lưu ý vấn đề pH đất nó thường là bị thấp, hoặc là cái tính pH nó ổn định. Có thể là lúc chúng ta bón phân hữu cơ vào thì pH nó ổn định, nhưng sau đó chúng ta tăng phân hóa học quá nhiều để chúng ta xử lý cái cây rồi chúng ta nuôi cây thì nuôi trái, thì lúc đó pH nó lại tụt xuống nữa. Thì vậy thì cái vấn đề quan trọng là chúng ta phải làm sao pH đất được ổn định hàng năm, là đó là chúng ta phải bón phân hữu cơ nó thường xuyên hơn, chúng ta bón đủ lượng hơn. Và nếu mà để cho đỡ tốn công thì giống như nãy tôi nói là chúng ta nên bón cái phân hữu cơ nó cao cấp, như vậy chúng ta dùng hữu cơ Vian, chúng ta bón lượng ít hơn nhưng mà hiệu quả nó vẫn đạt, thì vậy thì chúng ta giữ được cái pH ổn định hàng năm. Cái thứ hai nữa là vấn đề điều kiện thời tiết. Khi mà điều kiện thời tiết nắng nóng thất thường, nhiệt độ lên cao có thể từ 35, 36, 37, 38, có khi 39 độ, và ẩm độ lại là rất là thấp, dưới 50%. Thì khi mà điều kiện nhiệt độ cao, ẩm độ thấp như thế thì các cái hoa nó, một là nó bị chết cái mầm hoa, hai là khi nó ra hoa nó thụ phấn rồi nó không thụ tinh, cái bông nó bị chai, ba là nó ra nhiều hoa đực hơn là hoa cái, ta gọi là bông phướng. Nhất là cái vùng mà chúng ta thấy xoài hay nhãn ra cái bông rất là dài nhưng mà hoa rất là nhỏ và nở rất là trắng rồi nó rụng hết, đó là hoa đực không có hoa cái. Đó là điều kiện ảnh hưởng của gió tây. Cái vấn đề nữa là khi mà chúng ta xử lý cái hóa chất để mà kích thích cây nó ra hoa, chẳng hạn chúng ta dùng quá nhiều các lo, các bắc lo nó lưu tồn trong đất, mà nếu người ta khuyến cáo thì là khoảng chừng 2 năm thì người ta phải ngưng 1 năm. Còn hiện nay chúng ta xử lý liên tục, năm nào trong xử lý thì các bắc lo nó tồn tại trong đất là năm nào cũng có, một lần nó tồn tại cả năm, mà chúng ta năm nào cũng xử lý thì nó tồn tại rất nhiều năm. Và cái bắc lo thường nó dẫn đến là cái hệ vi sinh vật trong đất nó có thể bị ảnh hưởng và cái rễ nó có thể bị hư. Và sử dụng bắc lo nhiều năm thì cái chồi cây nó lên rất là ngắn, nó phát lên không được, cái chồi phát không nổi, rồi cái bông nó ra cũng ngắn luôn, có khi nó không ra luôn. Thì vậy thì chúng ta phải giải độc cái bắc lo. Và muốn giải độc bắc lo thì bà con phải giải độc ngay từ lúc mà chúng ta sau khi thu hoạch, chúng ta xử lý trước, chúng ta nên bón cái phân hữu cơ. Chúng hẳn ta có thể là dùng cái DS gom ta tưới để nó hóa giải cái độc chất bắc lo bằng cách là nó tạo cái phức trong cái DS gom, nó có cái phức humic, nó tạo thành cái phức và nó giữ lại cái bắc lo trong đó. Và đồng thời vấn đề giải độc bằng cách chúng ta tưới đó thì chúng ta có thể đưa cái hệ nấm rễ là cái rizomid vào để chúng ta tạo cái rễ phụ để nó hấp thu dinh dưỡng. Bởi vì khi mà cái rễ nó bị hư và khi chúng ta bắt lo mà chúng ta tưới quá nhiều thì các nghiên cứu chứng minh rằng lúc đó là cây nó hấp thu lân và kali rất là kém và dẫn đến là nó tạo mầm hoa không được. Tạo mầm hoa không được thì nó không phân hóa mầm hoa thì năm sau nó thất mùa. Và rizomid nó sẽ giúp chúng ta lấy lân và lấy một số vi lượng, đặc biệt trong đó có vi lượng là đồng, là một trong những cái chất mà nó làm cho cái hạt phấn nó có sức sống mạnh hơn, nhiều hơn. Và nếu thiếu đồng thì nó cũng dẫn đến là cái dinh dưỡng nó kém thì cái hạt phấn nó cũng chết nhanh hơn. Và vậy thì rizomid nó sẽ giúp chúng ta lấy những chất dinh dưỡng đó. Bổ sung qua lá bằng các cái sản phẩm có cung cấp thêm cái vi lượng bo hay đồng để nó tăng cường cái sức sống của hạt phấn. Trong điều kiện bất lợi thì hạt phấn nó sống lâu hơn và cái hạt phấn nó, cái ống phấn nó dài hơn thì khả năng thụ phấn nó tốt hơn. Chẳng hạn chúng ta có cái DS gom ta có thể phun qua lá, chúng ta có hydroron chúng ta có thể phun để bổ sung thêm bo, bổ sung còn DS thì chúng ta có thể bổ sung thêm cái đồng. Thì đó là những chất mà chúng ta làm tăng cái khả năng đậu phấn và thụ phấn cũng như là thụ tinh của cái cây chúng ta. Và một cái vấn đề nữa là chúng ta nên tăng cường cái sức đề kháng của cái cây đối với điều kiện mà thời tiết bất lợi. Chẳng hạn chúng ta bổ sung cái phần Vitazim chúng ta cộng với lại là Silimax chúng ta phun qua cái lá để giúp cho cây nó tăng sức đề kháng đối với điều kiện là nắng nóng quá, rét lạnh quá, hạn mặn, vân vân. Thì đó là những cái mà con có thể áp dụng để làm sao cho sang năm mà mình khi gặp điều kiện bất lợi chúng ta có thể là hạn chế những tác hại của cái môi trường xung quanh, dẫn đến là cái mùa vụ chúng ta nó khá hơn. Xin kính chào các bạn.